Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Venus in the Sky. Mở đầu tập 5 là cảnh thằng Sky vừa tỉnh ngủ, hôm nay cố tình dậy sớm hơn bình thường để qua nhà em Venus trước, rồi mới chịu đi làm. Mà ông đạo diễn hình như thích cái vú của anh bác sĩ hay sao ấy cả nhà, cứ kêu anh bác sĩ phải diễn cảnh khoai vú miết. Mà em thấy cái vú của anh bác sĩ đã hơi bự bự rồi đó cả nhà. Chắc nghe lời góp ý của em ở mấy tập trước nên cũng dán tập gym cho vú to các kiểu để em Venus nó mê mà không bỏ rơi nữa. Và thế là 3-4 ngày liên tiếp, anh Top phải dậy sớm chạy qua nhà em Venus, phải được nhìn thấy em Venus cho bằng được thì mới có sức đi làm. Lúc đầu em Venus cũng bực mình lắm vì ngày nào cũng 5-6 giờ sáng phải dậy mà đem cái mặt ke chưa súc miệng cho anh bác sĩ dòm. Chứ không anh bác sĩ không chịu đi, còn dây cứ cằn nhằn là do mày mà trai cứ xả quần trước nhà rồi làm ăn sao mà lên. Thấy anh Top cũng có thành ý, em Venus cũng siêu lòng, sợ anh Top cứ dậy sớm như vậy thì sức đâu mà làm việc nên em Venus cũng dán dậy sớm mua ly cà phê để cho anh Top uống mà tỉnh táo đi làm. Em Venus còn nói, tao mua cho mày uống để mày có sức đi làm, chứ cứ xả quần trước cửa nhà, may mà có chuyện gì thì tao không chịu trách nhiệm đâu nha. Thằng Sky cũng không vừa nói, tao được nhìn các bản mặt hãm tài của mày mỗi ngày, có chết thì tao cũng sẽ được lên thiên đường nên mày an tâm. Nói xong thì anh Top cầm ly cà phê em thụ mua cho mà nút ỏng ọc, y như là chết khát đã 3 ngày rồi. Thấy em Venus đã siêu lòng, thằng Sky liền tận dụng cơ hội mời chai rủ em Venus đi ăn cơm. Em Venus vẫn chứng nào tật nấy, muốn đi gần chết mà cứ lắc đầu không chịu đi, anh bác sĩ liền lấy cớ là ra bàn chuyện sữa nhà thì em Venus mới đồng ý là sẽ đi ăn cơm tối nay. U là trời, đúng là con bót cờ hó mà, người ta mời thì không đi, cứ hỏng ỏng ẹo, đúng là con bót đam mê làm giá. Em Venus đang làm việc thì thằng Tom gọi đến tâm sự chuyện vợ chồng dạo gần đây không suôn sẻ lắm, nghi ngờ anh Top đã có người yêu mới hay đã chán ăn thịt lẫn nhau rồi chăng. 3 tháng nay tao chưa được thị tẩm mày ơi, buồn quá xa luôn á. Em Venus cũng không biết phải khuyên thằng Tom như thế nào, Tom ơi mày cứ bình tĩnh, chắc do ổng bận việc quá nên không có hứng không chừng. Thôi cứ từ từ, tao nghĩ là ổng bị yếu sinh lý hoi chứ không có trà xanh trà ô long ti plus gì đâu. Thấy thằng Tom có người yêu làm bác sĩ sao mà khổ quá vậy, em Venus không hiểu. Ngày xưa vì sao ông bà ta kêu đừng lấy chồng bác sĩ, đêm đang ngủ ngon nó sẽ bắt mình dậy mà chích thuốc, sao thằng Tom lại số nhọ giữ thần, chúng ngay anh bác sĩ hết thuốc chích. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì thằng Sky cứ nhắn tin tào lao, em Venus bực mình không thèm trả lời tin nhắn. Nhưng thực chất là em Venus cũng nôn đen tối với thằng Sky lắm á cả nhà, bằng chứng là em ấy đặt mua quà online tặng riêng cho anh Top, rồi còn lấy quần áo, nước hoa chính hãng của thằng Dây mà ăn diện hẹn hò với anh Top khiến thằng Dây bực tức lắm vì chai nước hoa xịn mới mua mấy trăm đô tiết tiền chưa dám xài, mà nay con em ruột mê chai dám phỏng tay trên chị nó mà xài trước mới ghê. Đúng là con em cờ hó mà. Lúc đầu thì thấy em bót vì mình mà sữa soạn thì thằng Sky mừng lắm, vì em Venus thực sự coi trọng bữa ăn tối này. Em Venus hỏi thăm vụ thằng Tom và thằng Ba Bê sao rồi. Thằng Sky nói, tụi nó giận hờn vu với mà, chứ thương yêu nhau lắm mày đừng có lo, lo là lo chuyện của chúng mình đây nè. Được anh Top dùng cái tay hư hỏng vuốt vuốt, em thụ thích thú lắm, mà giả đò không quan tâm. Trông rất ư là dễ thương cả nhà. Lát sau vì em Venus mãi mê nói chuyện công việc, muốn làm xong cho thằng Sky càng sớm càng tốt, thằng Sky bắt đầu thấy tổn thương, vì cho là em thụ chỉ quan tâm tới vụ sửa nhà, chứ đâu có quan tâm mình là gì, giận hờn, nên thằng Sky kêu tính tiền về sớm. Biết anh Top đã giận, em thụ nhìn vào món quà mà mình đã chuẩn bị, quyết định sẽ trao quà cho anh Top để anh ấy hiểu được tấm lòng của mình. Đó cả nhà thấy không, em boss này trướng khí lắm, quan tâm người ta mà cứ thích giả đò làm ngơ. Được em Boti quan tâm tặng quà thì anh bác sĩ vui lắm, bao cảm xúc buồn phiền giận dỗi lúc ăn tối dường như đã tan biết hết, giờ là niềm hạnh phúc vô bờ bến vì em thụ lo lắng cho sức khỏe của mình, mới mua tinh dầu hít để mình hít cho hết mệt mỏi. Trong phim nói là tinh dầu hít vậy thôi chứ em nghĩ là Pepper đó cả nhà. Em thụ mua Pepper Box 60ml cho anh Top hít chắc luôn, chứ không lẫn vào đâu được, em cam đoan 100%. Bên này thằng Tom và thằng Ba Bê cũng có chuyện, tiếp tục giận hờn với nhau. Chuyện là thằng Tom không ngại xa xôi, lái xe 200 cây số xuống thăm thằng Ba Bê, dọc đường còn ghé Bách Hóa Xanh mua bánh snack mà anh Top thích ăn, dự định là tối nay sẽ cho anh Top lên đỉnh với món snack này. Ai ngờ, chờ cả tiếng đồng hồ thì anh Top mới xuống báo là hôm nay tiếp tục bận, kêu em Tom về phòng trọ chứ đi, tối làm xong sẽ về. Em Tom bực mình, bao nhiêu tức tối bấy lâu bắt đầu tuông trào, chửi thằng Ba Bê yêu đương con mẹ gì mà lúc nào cũng bận rồi cho leo cây, bận thì gọi điện báo hay nhắn tin kêu người ta đừng tới, chờ đợi cả tiếng rồi cho leo cây, của mình là gì của nhau vậy anh Ba Bê. Vì không thể chịu nổi thằng người yêu cờ hó này nữa, em Tom liền gọi điện rủ em Venus cùng đi nhậu, chị em chúng mình uống cho đã với nhau đêm nay. Thế là hai con bót hư hỏng nhậu với nhau dần dần trong quán nhậu, vì không an tâm với hai con bót ăn chơi xả láng này thằng Sky phải đi theo mà trông chừng. Sau 3 kết hen Iken, 2 chai rượu bầu đá, 7 lít rượu gò đen cuối cùng hai con bót ham nhậu nhẹt cũng gục ngã. Thấy tình hình không xong, thằng Sky liền chụp hình, quay video kêu thằng Ba Bê đến đưa em Tom về. Tới nơi thì bố ai nấy lo, người yêu ai nấy giữ. Thằng Sky dìu em Venus về trước, còn thằng Ba Bê thì ở lại ôm em Tom mà khóc lóc xin lỗi các kiểu. Hứa là từ nay sẽ không hờ hững với em bót nữa. Tội nghiệp em Tom lắm cả nhà, trong đầu cứ nghĩ tình yêu của em ấy với thằng Ba Bê đã quá lâu nên đã phai một, không còn như trước. Và cái cơ thể này hết hấp dẫn thằng Ba Bê rồi nên nó đâu có thèm ăn uống gì nữa. Em coi mà xót xa cho thân phận làm bót chính chuyện cả nhà. Chỉ biết chung tình với một Top mà thôi, lúc Top nó chán thì sẽ cảm thấy vô cùng buồn và hụt hẫn.
Nếu em là em Tong, thay vì đi uống cho say vậy, em sẽ đi massage, đi sauna cho nó khỏe người hơi đâu mà buồn. Đôi khi đi massage mấy anh kỹ thuật viên còn cho mình lên đỉnh nữa không chừng. Uống rượu say bè bét như em Tong vậy rất có hại cho sức khỏe lắm cả nhà à. Mấy em boss phải tỉnh táo vụ này nha. Bên này em Venus cũng say lắm luôn á cả nhà, mà mấy bà boss trông chính chuyên vậy đó, khi xỉn rồi thì dầm khâm bà cố luôn. Bà Venus lên cơn hứng tình, cứ mòi trái hung hít, cởi quần cởi áo thằng Sky miết mà thôi. Để cho an toàn, thằng Sky đành lấy áo cột tay em Venus lại, chứ không, em ấy mò mò rồi trúng cái thon thon dài dài của nó thì lại tới công chuyện. Mà thằng bác sĩ này cũng không phải dạng vừa đâu cả nhà, nhìn cái vú của em Venus là thằng em nó cứ chào cờ miết. Thế là nó phải kiềm chế chạy ra chạy vào toilet 5 đến 6 lần để xả đạn. U là trời, em không ngờ thằng bác sĩ này nó dữ dằn như vậy, một lần tới 6 phát đạn không biết mệt luôn á cả nhà. Cuối cùng sau bao nhiêu lần tự xả đạn, anh bác sĩ cũng mệt nhoài mà chảy chiếu nằm dưới sàn, mà bà boss cũng không có hiền, thấy anh Top nằm dưới đất thì bà cũng rắn lăn lăn xuống nằm chung mới chịu. Em cũng bó tay với bà boss quá trời quá đất này luôn, bà mà là bánh bèo, chắc dính bầu sinh năm, sinh sáu với anh Top dịp này rồi cũng nên. Về phần em Tong sau khi say xỉn bét nhè thì cuối cùng em ấy cũng thỏa được niềm đam mê là được anh Top cho lên đỉnh. Như là hạn hán gặp mưa rào, hai đứa dần dần không biết bao nhiêu hiệp cho tới sáng. Sáng dậy em Tong còn được anh Top chuẩn bị đồ ăn sáng nữa chứ. U là trời, em Tong không biết mình đang tỉnh hay là mơ nữa cả nhà. Hôm nay anh bác sĩ còn chủ động xin nghỉ một ngày để ở nhà chăm sóc cho em người yêu nữa mới ghê. Đó Top gì mà phải đợi boss giận hơn các kiểu thì mới nhận ra mình vô tâm. Bởi anh Top nào coi được review của em nhớ quan tâm đến bé boss của mình nhiều hơn nhé. Đặc biệt là phải cho em boss lên đỉnh đều đều chứ không có ngày nó bỏ đi theo thằng khác như chơi. Em Venus sau một đêm ngủ ngon thì giật mình tỉnh dậy. Không biết tại sao mình lại ở trần khoe vú mà còn được thằng Sky ôm ngủ chung nữa chứ. Thằng Sky còn mất dạy hơn khi nói, hôm qua mày làm tao sướng lắm tới 4-5 hiệp lận. Đúng là cái thằng bác sĩ cờ hó mà lạ nhất là biểu cảm của em Thụ á cả nhà. Tỉnh bơ, chắc cũng thích đấu kiếm với thằng Sky dữ lắm nên im du, còn e thẹn mắc cỡ nhìn đáng yêu vô cùng. Tập 6 này là tập giận hờn của các cặp đôi hay sao ấy cả nhà. Thằng Bom thấy con dây cứ ôm đầm công việc vào mình mà không chia sẻ với người yêu thì bực mình, chửi cho con dây một chập rồi giận dỗi bỏ ra ngoài. Thằng Bom nói có gì em cứ nói, giờ chúng ta là vợ chồng rồi phải biết san sẻ công việc cho nhau, em cứ ôm đầm vậy anh đau lòng lắm biết không? Y như việc bữa Khinh Hằng bị đau lưng á, cũng giấu giếm, rồi sao? Tối đấu kiếm có vui vẻ gì không? Mai mốt tất cả mọi chuyện em phải chia sẻ với anh có biết không? Cuối cùng con dây cũng nhận lỗi về mình, hứa từ nay sẽ chia sẻ hết, từ công việc tới chuyện tiền bạc. Làm hòa với anh Top xong thì con dây liền đưa chai dầu xoa bóp để cho anh Top bóp lưng cho mình. Vì hôm nay rảnh rỗi, thằng Sky hẹn em Venus qua nhà ăn của bệnh viện để bàn chuyện thiết kế nhà, sẵn tiện ngắm em Thụ cho đỡ nhớ. Đang ngắm em boss thì thằng dây không biết từ đâu chui ra phá đám, thấy em Venus và thằng dây quá thân thiết y như ý trung nhân, anh Top tức lắm, máu ghen lên tới não. Lát sau em boss đi về tới cửa hàng thì đặt đồ online kêu em boss phải tự tay đi giao thì mới được. Em Thụ vừa mới tới giao hàng thì anh bác sĩ mặc kệ dòng ngó, nắm tay lôi em boss vào cầu thang thoát hiểm mà hỏi em có tình ý gì với thằng dây à, trước mặt tui mà hai người dần dần như vậy còn ra thể thống gì nữa. Em Venus nói, hai đứa chỉ là bạn thông thường thôi ông ơi. Anh Top nhất quyết không tin, đòi em boss phải ôm thể hiện tình cảm với mình thì mới tin. Em Thụ bị chứng dùng rằng bẩm sinh, cứ nói, của tao với mày là gì của nhau mà phải ôm chứng minh. Nói chưa hết câu thì bã nhào tới em thằng Sky ngay và luôn, khiến thằng Sky không hiểu chuyện quần què gì đang xảy ra. Đúng là con boss tào lao mà. Phim Venus in the Sky tập 6 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 7 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.